anh em này nướng con cá thần nhá. Đấy, cá thần đấy. Chưa biết nói. Trời ơi, béo này. Ui giời ui. Đấy. Cháu mới được 10 tháng rồi. Anh em đạo diễn món nướng nhá. À, cháy ra. Mấy hôm nay đi làm rồi là cứ trèo ra cái rào á. Đen hết cả người đi rồi, trước còn thấy trắng trắng một tí. Đi làm là đen như thế, hắn cứ trèo ra rồi. Trèo kinh á. Thằng ấy đâu có con nhím. Con nhím ở dưới sông con quen. Cũng vừa không này. Nhím ở dưới sông con quen đi rồi á. Hắn ở trong cái rào nó trời ơi, hắn quen nhờ. Cái thằng ấy ở trên bờ này, thằng cứ sợ hắn ngã. Rồi là mình cứ bé hắn mãi á. Vừa, vừa. Trèo kinh lắm. Vừa. Thì lấy cái dây thép nẹp cho mà. Càng nẹp là càng mất nước. Mất nước là không à? Nè, trời hôm nay mưa rồi, em bảo dưỡng mất nước. Leo lên rồi. Được rồi, cá rốc em ơi, cá thần. Ăn rồi bị nướng rồi. Phải bắt được cái rốc rồi rồi. Hàng hiếm của sông Mã rồi. Cái chân bảy đó. Đây là bên cá rô. Rô sông nha, mọi người nha. Đấy, rô. Đây là cá mải. Vâng, nghĩa là tăng cân mải là cái lượng tăng cân lên. Đấy. Đồ quá. Không có uống nhiều lắm rồi, chân tay run lên này. Sợ ơi, run mải hết mà. Ôi, con này bụng cũng đá nhờ. Có cháu rồi. Béo lắm rồi này. Hôm nay là uống yếu. Bụng béo lắm rồi này. Có phải là đồ đon đồ thủy ra. Có cân nhưng mà hàng hiếm. Có thủy ra cả máu nữa. Có chó à. Anh lấy cái mặt đi thôi nha. Mà ôi, béo lắm rồi. Béo lắm rồi. Có sông trời rất mưa. Hiện tại là vẫn đang hóng nó khô rồi anh em. Đấy. Ôi giời, béo là cái bụng mà nó béo xương chê. Thế để cho mưa kẹt nha. Cá thần rồi. Cá thần người ta để trong nướng, cá thần đem để ăn. Đấy. Béo. Đang hóng là khổ đấy nha. Đấy. Ngồi khổ rồi. Thơm lắm mà, béo mà, thật khổ rồi. Thơm tuyệt vời. Bây giờ phải đợi than đây. Đấy. Đấy. Nhưng một tí là chấm muối khẽn đỉnh nhất luôn. Trời mưa. Mấy anh em quay quần bên bếp lửa. Làm con cá thần nữa. Im mà nghe từ đi được lại. Béo nhân rồi. Đó, anh em ngồi quay quần bên bếp lửa. Đấy. Mình vẫn còn cá dốc rồi. Cá thần. Cá thần, rất là tuyệt vời. Bắt phải cá thần ăn rồi. Chịt chít. Anh em một hồi nướng là 3 phút. Con cá đã thành từ đã tròn chín đi đã. Màu này rồi các bạn ạ, chắc là cá này hơi đen. Cá này hơi đen. Đèn đầu tí nữa phải trắng rồi. Đây là cái mất này, cái. Trời mưa có mấy anh em rồi. Đây đây chưa được này. Trời mưa mấy anh em rồi các bạn. Một con cá nó có 3 4 anh em cuối cùng là hôm nay là mình ăn tôm khô rồi. Không có cay nha. Sau một thời gian nướng. Chén đây. Tiếp vào đây cho anh em xem luôn. Sau thời gian nướng giờ đã xong rồi. Đó. Đấy, không muốn hạt khén rồi đúng không nhỉ? Quá hấp dẫn nhỉ. Trời ơi, con cá dốc ngon thật, béo này.